Thưa quý vị, Facebook sẽ xây dựng một kênh riêng để giải quyết những vấn đề mà Bộ Thông tin và Truyền thông ở Chính phủ Việt Nam đề nghị xử lý, ngăn chặn, gỡ bỏ với lý do vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội. Đó là phát biểu của ông Damien Yeo, Giám đốc Chính sách và nhóm pháp lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nêu ra tại buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tại Hà Nội, chiều ngày 11 tháng 1 năm 2018. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận sự hợp tác của Facebook trong việc gỡ bỏ hơn 670 trong tổng số gần 5.000 tài khoản Facebook mà ông Tuấn cho là giả mạo, có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, ông Damian Yeo cho biết trong năm 2018, Facebook sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với chính phủ Việt Nam để xử lý thông tin bị cho là xấu độc trên toàn cầu, cùng xây dựng môi trường Internet phát triển lành mạnh. Buổi gặp còn có sự tham gia của các lãnh đạo khác của Facebook ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như bà Helena Lux, quản lý chính sách công của dịch vụ Instagram, ông James Quisumbin, giám đốc pháp lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Nguyễn Việt Hà, trưởng văn phòng đại diện Power Group Asia, đơn vị tư vấn đối ngoại của Facebook tại Việt Nam, ông Đoàn Tử Tích Phước, phụ trách pháp lý và chính sách văn phòng đại diện của Power Group Asia. Vào đầu tháng 12 năm ngoái thì ông Trương Minh Tuấn nói rằng Google đã gỡ bỏ 4.500 video mà ông nói là có nội dung xấu trên mạng. Chính phủ Hà Nội luôn thúc giục hai tập đoàn công nghệ Google và Facebook hợp tác nhằm kiểm soát chặt chẽ người sử dụng tại Việt Nam.